thì nếu như hai cây á thì ngon lành, nhưng mà một cây kìm, một cây trên cây, cây này kìm thấy không, cây trên cây, nhưng mà anh cho rõ hồn ai nấy giữ thấy không. Tại vì tôi bây giờ đây là anh Lê Minh Phúc nha, ca sĩ từ Sài Gòn về giao lưu thăm anh em rồi. Bây giờ anh giúp cho em việc nhỏ giùm em thôi, ca đàn thùng luôn, mà bây giờ không có đàn thùng mà mình đàn kèm luôn. Giờ em quay ngay chú Năm, chỉ cần một đàn kèm, đây là nghệ nhân ưu tú năm mấy nha, Lê mấy, chắc hai anh lớn. Đây là anh Lê Minh Phúc. Thôi giờ nói chung là kính thưa toàn thể vị kính mến, nghệ nhân về hôm nay là tại cái hội thi đờn ca tài tử xã Kiến An, thì Minh Phúc cũng có tham gia cái chương trình cuối, không gì hơn gửi đến quý vị ba câu tân cổ trong bài vọng cổ của cố nhạc sĩ Diễn Châu. Bài tân cổ được mang tên Sầu Dương Ý Nhạc. Kép anh màu 26 anh. Em ở nơi nào, em ở đâu, lời ca tức tới giữa cung sâu, quê nghèo áo nhuộm màu sương gió, một kiếp phong trần mây biển dâu, xe dừng lại bên kia cầu bên đức, nhà ai làm rây trước cõi lòng ta, họ không là những nhạc sĩ tài hoa, nhưng đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt. Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang qua cầu bên đức, tôi còn nhớ mãi những lời ca náo nụt của em bé thơ nghe hát dạo ở gian đường. Năm chiếc gậy tre em dắt theo một ông lão tật nguyền, em cất lên tiếng ca buồn rười rượi mưa. Sầu gì lòng người duyên kiếp không lâu, thôi buồn làm sao tiếng ca đầy thắm đau. Sửa dây đàn em bé cũng vội vàng cỡ sang điệu khác, ai đang đi trên đường đây, ai có nghe vang câu hò đê mê, vô đây em dù trời khuya anh vẫn đưa em về, giữa trưa buồn nghe náo nổ lòng ơi. Thank you.
bạn trắng đã lên rồi. Đoàn xe từ từ chuyển bánh, tôi nhìn lần cuối cùng hình ảnh cha con người ca hát giàu, lòng bỗng nghe tràn ngập một niềm thương. Người ly hương ta cùng ly hương, họ nhạc sĩ tôi cũng là nhạc sĩ. Đời của ai kia rày đây mai đó, còn đời của ta cũng sương gió lâu rồi. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn gì tình đời, mưa sầu gì lòng người duyên kiếp không. Vỗ tay quý vị ơi, đây cũng có nhạc sĩ mà không có đờn thùng kìa. Bài 1 rồi, xin cảm ơn anh Lê Minh Phúc nhiều nha. Cảm ơn anh nha.